Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Lộ diện Toyota Vios 2018 giá 595 triệu đồng. Volkswagen Tiguan All-Space, xe Đức giá rẻ nhất đã có mặt tại Việt Nam. Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức thú vị khác, mời các bạn xem đến cuối video. Lộ diện Toyota Vios 2018 trước ngày ra mắt giá 595 triệu đồng. Toyota Vios 2018 thay đổi thiết kế, thêm trang bị, có 3 phiên bản với giá dự kiến 595 triệu đồng cho bản cao cấp nhất. Hình ảnh của Toyota Vios 2018 đã tràn ngập trên mạng xã hội dù còn cách ngày ra mắt khoảng 1 tuần. Theo một nhân viên bán hàng tại Hà Nội, giá bán dự kiến của Vios vào khoảng 520 cho đến 595 triệu, xe được lắp ráp trong nước và đến tay khách hàng vào đầu tháng 8 tới đây. Bước sang thế hệ mới, Toyota Vios 2018 thay đổi kiểu dáng, tương tự với chiếc Yaris Atip ở thị trường Thái Lan. Kiểu cách thiết kế vẫn bo tròn nhưng nhìn hiện đại hơn, đèn hậu phía sau cách điệu, đèn LED ban ngày chỉ có ở bản G cao cấp nhất. Nội thất bên trong được nâng cấp nhiều ở cụm đồng hồ, cụm điều khiển điều hòa hiện đại hơn, vô lăng tái thiết kế. Vios bản G trang bị thêm màn hình giải trí DVD. Xe dự kiến có 3 phiên bản, cách đặt tên vẫn là theo thế hệ cũ, gồm có EMT, ECVT và GCVT, tương ứng với hộp số sàn hoặc hộp số tự động vô cấp CVT. Động cơ và hộp số của Toyota Vios 2018 không có sự thay đổi so với phiên bản cũ. Các bản 1.5L có công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng phút. Hộp số là kiểu số sàn 5 cấp hoặc là hộp số tự động CVT. Trong bối cảnh các đối thủ đang chạy đua công nghệ, Toyota Vios 2018 bám đuổi bằng việc bổ sung thêm cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm và có 7 túi khí. Lần nâng cấp này giúp mẫu xe Nhật củng cố vị trí trên bảng xếp hạng doanh số khi để cho Hyundai Grand i10 đã vượt qua. Toyota Vios mỗi tháng bán trung bình hơn 2.000 xe, gần gấp đôi Hyundai Accent và vượt xa các đối thủ còn lại trong phân khúc sedan hạng B. Theo nhân viên đại lý Toyota, giá bán của Toyota Vios 2018 sẽ cao hơn hiện nay do được trang bị thêm nhiều công nghệ mới. Phiên bản thấp nhất sẽ có giá từ khoảng 520 triệu đồng trở lên. Ngoài diện mạo được thay đổi bên ngoài với cụm lưới tản nhiệt kiểu mới được tạo thành từ những nan nhựa chạy ngang và mở rộng theo hình chữ V, đèn định vị đặt ngang là một dải đèn LED, đèn pha sử dụng bóng projector, đèn sương mù tròn đặt thấp, tay nắm cửa mạ chrome và la răng hợp kim 16 inch. Ở phía sau, cụm đèn hậu thiết kế kiểu mới chính là điểm thay đổi đáng chú ý nhất. Volkswagen Tiguan All-Space, xe Đức giá rẻ nhất đã có mặt tại Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục thông quan, Volkswagen Tiguan All-Space đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam với giá bán thấp nhất trong những mẫu xe Đức nhập khẩu. Mẫu xe SUV 7 chỗ Tiguan All-Space được công bố giá bán lần đầu tiên vào năm 2018 và có hơn 200 đơn hàng trong những tháng đầu tiên giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Tháng 7 năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục thông quan, Tiguan All-Space đã chính thức có mặt tại các đại lý của Volkswagen trên cả nước. Trong 3 phiên bản là Trendline, Comfortline và Highline thì bản Highline được trang bị cao nhất, đây cũng là bản được mang về Việt Nam. Hiện tại, mẫu xe SUV Tiguan All-Space nhập khẩu Đức có giá bán 1 tỷ 699 triệu đồng. Ở phía bên ngoài, Volkswagen trang bị cho Tiguan All-Space cụm đèn pha LED và đèn sương mù chủ động điều chỉnh khoảng sáng chiếu sáng vào góc cua khi rẽ. Cụm đèn sau LED có độ chiếu sáng tương phản cao. Ngoài ra, nội thất của xe được trang bị hệ thống giải trí màn hình cảm ứng đa chức năng Composition Media Bluetooth USB kết nối Apple Connect, điều hòa 3 vùng độc lập và có điều chỉnh cho hàng ghế sau. Cốp sau đóng mở bằng điện với chức năng đá cốp và hệ thống nhớ chiều cao mở cốp cho phù hợp. Tiguan All-Space sử dụng động cơ 2.0 4 xi lanh tăng áp TSI, sản sinh công suất 180 mã lực và mô men xoắn 320 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động DSG ly hợp kép 7 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km chỉ trong 7,9 giây trước khi đạt được tốc độ tối đa là 208 km/h. Chúng tôi rất vui mừng mang đến khách hàng mẫu xe SUV 7 chỗ Tiguan All-Space đúng như kế hoạch trong quý 3 năm 2018. Đây được xem là một nỗ lực rất lớn của Volkswagen Việt Nam trong việc thực hiện đúng những yêu cầu cần có để được phép nhập khẩu và phân phối mẫu xe này tới tay người tiêu dùng. Ông Võ Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Volkswagen Việt Nam đã chia sẻ.
những mẫu ô tô nhập khẩu sắp xuất hiện trên thị trường xe ô tô Việt. Khi những mẫu xe nhập khẩu sắp được thông quan, những tháng cuối năm của thị trường xe ô tô Việt Nam được dự đoán là sẽ rất sôi động sau những tháng ảm đạm. Cùng điểm mặt những mẫu xe nhập khẩu được cho là sẽ làm mưa làm gió trên thị trường trong thời gian sắp tới. Toyota Việt Nam suốt thời gian qua luôn giữ vị thế dẫn đầu thị trường ô tô Việt với sản lượng xe tiêu thụ cao nhất trong nhóm các thương hiệu xe hơi mạnh. Cái tên đầu tiên được nhắc đến là Toyota Fortuner 2018, doanh số bán ra rất cao và là một trong những mẫu xe chủ lực của Toyota Việt Nam. Với 13.023 xe trong năm 2017, Toyota Fortuner 2018 được dự đoán sẽ tiếp tục thành công và mang về nguồn thu lớn cho Toyota bất chấp sự cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ, cụ thể là Ford Everest. Cái tên tiếp theo của nhà Toyota chính là mẫu xe bán tải Hilux 2018. Có một thực tế đáng buồn đối với những tín đồ của hãng Toyota khi trong năm 2017, mẫu xe bán tải Hilux luôn đội sổ về doanh số trong top những xe bán tải bán tại Việt Nam. Năm 2017 chỉ đạt có 1.161 xe. Với nhiều thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm, Toyota Hilux 2018 được dự đoán sẽ tạo cú hích ấn tượng so với những năm trước đây. Và cái tên cuối cùng của hãng Toyota chính là mẫu Yaris 2018. So với phiên bản trước đây, Toyota Yaris 2018 hầu như không thay đổi gì nhiều về thiết kế. Suốt nhiều năm, Yaris vẫn luôn là mẫu hatchback phân khúc B nhỏ nhắn, được đánh giá cao về mặt giá trị, sự thoải mái và khả năng xử lý. Doanh số bán ra của Toyota Yaris luôn ở mức tương đối, năm 2017 đạt 2.197 xe. Dự đoán Toyota Yaris là một đối thủ đáng gờm của những hãng xe khác trong phân khúc hatchback hạng B. Xe Ford. Khi nhắc tới xe bán tải thì cái tên đầu tiên người ta nghĩ đến đó là Ford Ranger. Quả thật, Ford Ranger đã, đang và sẽ tiếp tục thống lĩnh thị trường xe bán tải. Với danh xưng vua bán tải, chỉ riêng mẫu xe này đã chiếm gần 60% thị trường xe trong phân khúc xe bán tải. Doanh số bán ra của Ford Ranger năm 2017 là 14.926 xe. Dự đoán trong thời gian tới, mẫu Ranger 2018 sẽ tiếp tục mang về doanh thu khổng lồ cho hãng xe Ford. Ngoài ra, vào khoảng tháng 10, mẫu Ranger Raptor, phiên bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải Ranger, sẽ bước vào cuộc đua. Ford Ranger Raptor sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá so với phiên bản Wine Truck, bản cao cấp nhất của Ranger hiện tại. Với hàng loạt cải tiến về tính năng động, động cơ, thiết kế, Ford Ranger Raptor dự đoán sẽ làm chao đảo giới yêu xe bán tải tại Việt Nam. Mitsubishi. Ở nước ta, các dòng xe ô tô Mitsubishi không nhiều và cũng chưa phổ biến. Ở Nhật Bản, quê hương của hãng xe Mitsubishi chỉ xếp vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng những thương hiệu xe hơi lớn. Tuy vậy, Mitsubishi lại có hầu như đầy đủ các dòng xe từ sedan, SUV cho đến pickup. Đặc biệt, ở phiên bản SUV, Mitsubishi cực mạnh ở dòng xe Mitsubishi Pajero cao cấp, Mitsubishi Pajero Sport tầm trung và mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Pickup. Trong những tháng tới, thị trường ô tô Việt Nam sẽ chào đón mẫu xe Mitsubishi All New Pajero Sport 2018. Đây là mẫu xe được nhiều chuyên gia đánh giá rất cao. All New Pajero Sport 2018 kế thừa trọn vẹn chất Mitsubishi và đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ Mitsubishi Motor. Tức là không chỉ có khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, an toàn mà còn có thiết kế ngoại thất tinh tế hiện đại. Trong năm 2017, Mitsubishi Pajero Sport, mẫu xe tiền nhiệm của Mitsubishi All New Pajero Sport 2018, có doanh số gần 1.100 xe. Mặc dù phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam là cuộc cạnh tranh giữa Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport và Ford Everest, thế nhưng xét kỹ thì đây vẫn là cuộc đua song mã giữa Toyota Fortuner và Ford Everest. Mitsubishi cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể khẳng định được vị thế của mình trên thị trường Việt Nam. Hai cái tên nữa của chủ nhà Mitsubishi đó là Mitsubishi Mirage và Mitsubishi E-Trac 2018. Đây là hai dòng xe hatchback và sedan nằm ở phân khúc giá rẻ hạng B của Mitsubishi. Mặc dù đây không còn là phân khúc chiến lược của Mitsubishi, thế nhưng với sức hấp dẫn cùng mức tiết kiệm nhiên liệu rất tốt, hai mẫu xe này của Mitsubishi vẫn thu hút được lượng khách hàng ổn định hàng tháng. Suzuki Celerio 2018. Suzuki Celerio là mẫu xe nhỏ hạng A của hãng Suzuki nhằm cạnh tranh cùng hai đối thủ sừng sỏ là Kia Morning và Hyundai Grand i10. Để tránh đi theo vết đổ của mẫu xe đàn anh là Suzuki Ciaz, Celerio được Suzuki Việt Nam áp dụng mức giá bán khá hấp dẫn. Mẫu xe này vẫn chưa quá đột phá, thiết kế khá đơn điệu nếu so với hai đối thủ đến từ Hàn Quốc. Về trang bị, Celerio cũng được mang hơi hướng thực dụng với những tiện nghi vừa đủ dùng.
Các bạn đang xem video trên kênh Dazzle Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa đẹp mắt và sắc nét. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để ủng hộ cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.